Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Mình tên là máy ảnh review đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Olympus Camedia C1 Zoom. Đây là những dòng máy khá là cổ điển các bạn. Nhưng mà hiện nay trào lưu sử dụng những chiếc máy này được các bạn trẻ rất là yêu thích nha. Những các bạn nào mà được sở hữu những chiếc máy như thế này thì cũng khá là hiếm có đó. Bởi vì máy này chụp ra cái màu ảnh cũng khá là gọi là cũ cũ xưa xưa đó các bạn. Khá là lạ luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này. Đầu tiên thì mình gắn pin cho máy thì ở đây nha. Máy sẽ sử dụng hai viên pin như thế này. Pin này gọi là pin AA 1,5V. Mình lưu ý với các bạn là khi mà các bạn mua pin để gắn cho máy á, thì chúng ta nên mua pin mắc tiền tí xíu nha. Và tốt nhất là các bạn nên mua pin sạc. Pin sạc tức là cái pin mà khi mà mình hết pin rồi mình cắm vào cái đế sạc mình sạc đó các bạn. Giống như là mình sạc điện thoại vậy đó. Thì những viên pin sạc như thế này thì mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn trường hợp mà các bạn mua pin ở ngoài chợ trời giá rẻ tiền quá đó, 5.000, 10.000 gì đó thì nó không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Tại vì mình đã từng sử dụng nhiều loại pin rồi, nhiều máy rồi. Thì mình khuyến khích các bạn là nếu mà được thì chúng ta nên mua pin sạc nha. Và sau đó chúng ta gắn pin vào cho máy thì chúng ta chú ý hai cái dấu cộng và dấu trừ trên đây nè. Mình gắn cho đúng chiều của nó thì nó mới hợp mới được nha. Đó, dấu cộng này, dấu trừ này giống như cái hình trên đây nè. Sau đó mình đậy nắp lại. Và đây là cái chỗ gắn thẻ nhớ của nó nha. Cái thẻ nhớ thì mình muốn lấy ra thì mình khi mình đút vô thì mình đút theo cái chiều này ha, cái khe xéo này nè, vô theo đúng cho cái hình này nè. Đó, mình đút vô xong nè, và mình muốn lấy ra thì mình ấn một cái mình lấy ra đó, mình đút vô rồi đậy nắp lại. Rồi thì khi mình đậy nắp lại thì mình khởi động máy như thế này ha, bật ra như này đó. Thì mình lưu ý với các bạn là khi mà cái nắp mà nó trượt ra tới bên đây đó là nó khởi động. Do đó mình mở nắp máy, mình mở trượt cho tới đây luôn. Rồi thứ hai, trong quá trình cầm á, mình đừng có cầm mà lỡ mình đẩy cái này nhẹ vô là nó tắt máy. Đó. Thì mình hiểu là như vậy, nếu mà lỡ đẩy nhẹ vô thì các bạn bật cái này ra nha. Đó. Là nó mở máy, còn số trường hợp các bạn cầm không quen nó nhiều khi quên á, mình sơ ý mình đẩy vô như vậy nó tắt máy, các bạn tưởng là máy bị lỗi hay gì đó, nhưng mà đó là không phải nha. Rồi bật này ra. Rồi sau khi mình khởi động máy thì nó sẽ như thế này. Đó, nó như thế này thì cái nút này là cái nút display là màn hình nha. Hiện nay cái màn hình này đang tối nè, mình muốn cho hiện cái màn hình ấn cái này cái. Đó, ấn đây cái thì nó sẽ hiện cái màn hình lên. Hiện nay trên cái màn hình nó hiện là số là SQ112. Cái số 112 là cái số hình mà mình còn có thể chụp được á. Tức là trong cái thẻ nhớ này hiện nay đang lưu trữ một số hình rồi, bây giờ mình chụp được 112 tấm nữa. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Để mà chụp thì nó có những cái nút này, này là nút đèn LED nha. Đèn LED mình ấn qua đây đó. Thì cái chế độ này là auto đèn LED nè. Auto đèn LED này là chế độ đèn LED mà có chống mắt đỏ. Ở đây là luôn luôn mở LED. Cái đây là chụp vào ban đêm. Mở đèn LED nhưng mà chụp vào ban đêm. Mình bấm đây là tắt đèn LED. Đó. Mình bấm qua này là auto đèn LED ha. Auto đèn LED tức là khi mà ra trời sáng đó, thì nó không mở đèn LED mà vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn LED nha. Đó, cái này là chế độ chống mắt đỏ. Cái này là luôn luôn mở LED. Luôn luôn mở LED là khi mà có trời sáng hay trời bóng tối gì nó cũng mở đèn LED hết á. Cái này là ban đêm thì khi mình chọn xong mình nhìn hình ở đây là mình biết nè. Đó là chế độ của đèn LED. Bây giờ mình sẽ mở một tấm mà có auto đèn LED mình chụp thử nè. Đó, mình chụp cái tay mình nha. Khi mà các bạn chụp mà có đèn LED á, thì các bạn đợi cái này nạp điện cho đèn LED đây nè. Nếu mà cái đèn này nó sáng liền như thế này là mình chụp được. Nhìn chụp nè. Đó. Còn cái đèn mà nó chớp 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 là nó chưa mình chưa chụp được nha. Đó, cái đèn này nó đang nạp điện cho LED. Không, cái đèn đỏ trên là nó là đang lưu trữ, còn cái đèn vàng dưới là nạp điện cho LED nha. Thì khi mà các bạn mà sử dụng mà pin mắc tiền hoặc là pin xịn, pin sạc á, thì cái đèn này cái việc nạp điện cho đèn LED rất là nhanh luôn. Giống như mình đang chụp với các bạn là nó rất là nhanh luôn, trong vòng khoảng 5 giây 10 giây đó là nó chụp được. Đó, nó chớp chớp vậy cho nên chút xíu là nó chụp à. Đó. Còn nếu mà các bạn dùng pin rẻ tiền thì nó rất là lâu nha, cái đèn LED nó rất là lâu luôn á. Rồi cái đó là chế độ đèn LED, mình bấm nút lên trên này nó có những cái này chế độ chụp macro. Cái này chụp thường. Đó, khi mà xuất hiện cái hình này là chụp macro nha. Chụp macro là chụp những bông hoa, những vật cận cảnh đó. Ví dụ mình chụp cái bàn tay mình gần gần lại như nè là chụp macro.
là nó xuất hiện cái hình này nè, còn mình bấm lên đây là mình tắt nó. Mày là tắt chế độ macro nha, là tắt là nó không có hình macro trong đó. Rồi đây là cái màn hình ha, cái màn hình của nó mình bấm một cái là nó sẽ có tắt tắt màn hình. Đối với trường hợp tắt màn hình này mình sẽ ngắm vào cái view này nha. Còn mình muốn ngắm vào cái màn hình này thì mình bấm đây. Đó. Rồi mình bấm nút OK này sẽ có những cái tinh chỉnh như thế nào mình hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên ở đây là chỉnh về đèn LED thì có bạn có thể chỉnh ở đây hoặc là chỉnh chỉnh chỗ này nè. Cái dòng mà vàng vàng là chỉnh đèn LED hoặc là mình chỉnh ngoài mình đã hướng dẫn rồi đó. Xuống đây là chế độ chụp, này là chụp một tấm. Mình bấm ở đây là chụp nhiều tấm liên tục. Mình bấm qua nữa là chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ là 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Đó là chụp, đây là chụp đơn một tấm. Bấm đây là tắt chế độ macro, mình bấm ở đây là chọn mở chế độ macro, các bạn nhìn cái hình đó đó. Đây mình tắt chế độ macro nè. Xuống đây là cái này làm gì mình không biết nha các bạn. Không nhưng mà cái đoạn để tắt luôn đi nữa nó bình thường à. Rồi qua bên đây là cái chỗ này là bù trừ sáng nha. Bù trừ sáng là tăng giảm cái hình ảnh, ví dụ như mình đang chụp cái hình này nè mà nó tối quá đó, mình muốn cho nó sáng lên đó, thì mình bấm về cộng. Này là tăng, này là bù trừ sáng, là cộng là tăng thêm ánh sáng. Còn mình giảm xuống dấu trừ là trừ đi ánh sáng ha. Đó, nhiều như là cái hình nó sẽ tối đi thì mình chọn là số 0 nha. Ở đây là chất lượng hình ảnh thì các bạn nhìn vào đây nè, cái chữ SQ là chất lượng hình ảnh thấp nhất, chất lượng hình ảnh trung bình. Này SHQ là chất lượng hình ảnh cao nhất, HQ là chất lượng hình ảnh cơ bản. Thì ví dụ như mình chọn SQ thì mình chụp được nhiều tấm hơn. Mình chọn SHQ ít tấm, còn HQ là vừa phải. Thì tùy các bạn chọn nha. Xuống đây là white balance. White balance gọi là cân bằng trắng. Thì các bạn chọn bình thường cái hình này là auto nè. Còn bấm qua đây là daylight. Cái này là khi mình chụp mà trời nắng. Cái này là trời có mây. Cái này là chụp ống đèn đèn tròn. Cái này đèn neon. Và trở lại chế độ auto. Thì bình thường các bạn chụp hình ảnh mà theo kiểu màu sắc bình thường đó, thì các bạn chọn auto. Còn nếu mà các bạn muốn chọn ra hình ảnh ra màu độc lạ đó thì các bạn chọn những cái kiểu khác như là đèn neon hoặc đèn tròn á. Cái đây là âm thanh mở máy, mình chọn cái này là có cái tít 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 á. Cái này là tắt, cái này là ok là chọn đó. Thì mình bấm nó sẽ nghe cái tít. Ở đây là chỉnh ngày tháng nha. Ngày tháng nó có những cái là ví dụ như là day month year year month day là ngày tháng năm, năm tháng ngày gì đó. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh là bao nhiêu mình chỉnh đây nha. Rồi chỉnh xong mình bấm nút OK. Ở xuống đây là tăng giảm độ độ sáng của màn hình. Mình bấm vô dấu cộng là cái màn hình nó sẽ sáng hơn, và cái này là bấm vô dấu trừ là nó sẽ tối hơn. Thì các bạn lưu ý là độ sáng của màn hình với bù trừ sáng là khác nhau nha. Giống như cái ở trước mình hướng dẫn các bạn mà bù trừ sáng đây nè. Cái chỗ không bù trừ sáng nè. Bù trừ sáng là tăng giảm khi mình chụp thì tấm hình nó sẽ sáng hoặc tối. Còn cái này độ tăng giảm cái này là độ sáng của màn hình, là cái màn hình này nè, nó sẽ sáng hơn hoặc tối hơn. Thì các bạn chọn là không là được. Rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cơ bản là chỉnh những cái phím chức năng trong cái máy này rồi nha. Máy này cơ bản cũng rất là dễ sử dụng nha các bạn. Rồi mình bấm nút chụp, nó sẽ chuyển về chế độ chụp bình thường. Và ở đây là nó giúp zoom xa gần ha. Đó, zoom ra, zoom vào nè. Rồi khi mình chụp thì ví dụ như mình bình thường mình chụp thì máy nó sẽ cho mình xem lại hình ảnh nha. Đó, mình chụp xong là mình đang xem lại hình ảnh ngay tức khắc, rồi sau đó sau khoảng 3 giây thì nó sẽ chuyển qua chế độ chụp. Rồi mình muốn xem lại những hình ảnh cũ mình đã chụp á thì các bạn ấn vào đây nha. Các bạn tắt máy đi, các bạn tắt cái nắp này nè. Đó, đẩy nắp này lại. Rồi chúng ta muốn xem lại hình ảnh mà đã chụp thì chúng ta ấn vào cái nút này nè. Đó, nó sẽ hiện lên những hình ảnh đã chụp. Đó, hình mình vừa chụp đó. Qua đây nè. Đó. Thì trong đây nó còn luôn những cái hình ảnh mà của người Nhật người ta chụp đó bạn. Này là những hình ảnh này của người Nhật chụp nè. Đó. Thì mình xem lại hình ảnh ở chỗ đó nha. Rồi thì cơ bản mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này rồi nha. Mà bên đây là cái khe này để cắm dây USB để kết nối với máy tính. Còn cái dây này, hai cái dây này là để cắm để mà kết nối với TV á.
Thì mình muốn lấy ảnh trong máy này ra thì mình cắm mấy cái dây USB vào đây thì chúng ta sẽ kết nối được với máy tính. Rồi ok, thì mình đã hướng dẫn các cơ bản về sử dụng chiếc máy này rồi nha các bạn. Thì đây là chiếc máy cũng khá là yêu thích, khá là cổ điển và được nhiều bạn trẻ yêu thích cái dòng này ha. Dòng Camedia của Olympus này chụp rất là đẹp nha các bạn. Ok, thì mình giới thiệu với các bạn, mình tên là Máy Ảnh Review nha. Mình có bán hàng khá là nhiều trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review luôn. Thì khi nào các bạn có nhu cầu về máy ảnh thì các bạn có thể tìm hiểu trên hai cái địa chỉ đó. Mình có để cái đường link ở bên dưới á, thì để tìm cho mình một chiếc máy ưng ý. Đồng thời các bạn có những câu hỏi cần hỗ trợ tư vấn gì đó thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích cũng như là yêu mến mình thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để cho mình có động lực mình tiếp tục làm những video clip khác về hướng dẫn sử dụng các máy ảnh nha các bạn. Ok, chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.